Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Hôm nay chúng ta đổi khẩu vị làm món ngon hơn một tí. Chúng ta làm món thịt ngan giả cầy nha. Con ngan này nó khoảng 3 kg. Sau khi mần rồi thì mình thui là. Bây giờ mình sẽ chặt ra thành từng miếng vừa ăn thôi. Con ngan này mình nuôi lâu rồi cho nên cái phần mỡ nó nhiều lắm. Mình để cái phần mỡ để mình cháy. Cứ việc cắt ra như thế này, mình chặt từng miếng thôi. Đơn giản. Có nhiều người nói thịt ngan ăn nó bị phong. Nhưng mà mình nghĩ thì cái chuyện mà bị phong hay không là do cơ địa của mỗi người. Có người ăn bị phong, có người ăn bình thường thôi. Hôm nay mình nấu món giả cầy là do cái thịt ngan mình nấu lâu năm, cho nên mình nấu như vậy nó mới mềm. Mình giả cầy thì mình có thể nấu chung với măng, hay là mình nấu với chuối già. Tại vì mình không có măng á, cho nên mình nấu chuối già. Mình chặt miếng như vậy, như thế này. Bây giờ mình ướp gia vị trước. Mình cho tỏi bằm vào. Này là tương hộp mà mình đã nghiền sơ rồi. Các bạn có thể nghiền nhuyễn. Nghiền sơ sơ như thế này là được rồi. Mình sẽ cho vào hết cái hũ sa tế tôm này. Hết cả hũ luôn. Trong sa tế tôm này thì nó có đủ gia vị rồi. Vừa cay nè, rồi vừa mặn nữa. Cho nên mình không cần phải thêm ớt. Nhưng mà nếu đó với những người thích ăn cay thì mình thêm ớt. Đây là bột ngọt. Cái phần này là đường. Rồi chúng ta dùng tay để trộn đều lên. Cái phần xả gốc thì mình sẽ ướp sau. Mình có thể sắc xả khoanh, mình bằm rồi mình bỏ vào cũng được. Còn mình thì không có bỏ xả bằm, mà mình bỏ xả, mình cắt từng khúc. Mình ăn cay không được cho nên mình sẽ không thêm ớt nữa. Đây là xả khúc mà. Mình bỏ ít thôi, không cần bỏ nhiều đâu. Chỉ cần bỏ ít vậy để nghe mùi thôi. Mình trộn đều lên lần nữa rồi mình sẽ nấu. Trước tiên là mình thử tỏi với vàng, tỏi và xả. Mình có thêm xả, mình phi vừa xả vừa tỏi. Sau đó mình sẽ cho cái phần thịt ngan vào. Mình trộn đều lên. Mình lưu ý là mình phải xào cho nó thiệt săn lại và khô nước. Rồi mình hãy cho nước vào nha. Nếu không thì nó sẽ bị tanh lắm. Mình nấu cái này thì mình nấu hơi lâu một tí. Mình dùng hai cái tay mình xóc lên cho nó nhanh. Trở bằng đũa thì nó lâu lắm. Nó săn. Mình phải để cho thiệt khô luôn. Mình cứ xào đều như vậy. Lửa. Nhiều nước nè, mình cứ bị xào tiếp nữa rồi mình hãy cho nước vào. Đây, nó cạn rồi nè các bạn, sắc lại rồi nè, cái phần nước nó kẹo lại nè. Mình sẽ cho phần nước vào, chế nước vừa thôi. Do thịt ngan này nó nuôi lâu năm á, nó sẽ cứng, cho nên mình cho nước vào rồi mình sẽ cho thêm một ít nước đá vào nữa. Người ta nói là nấu có nước đá thì nó sẽ nhanh mềm hơn. Mình cho một ít thôi, mình không có cho nhiều lắm. Như vậy là mình cứ đậy nắp lại và mình nấu lâu lâu. Lâu lâu thì mình dùng cái giá để mình đảo đều cho nó chín đều với nhau. Gian mà đợi thịt ngan mềm á, thì mình đi sắc chuối. Tại vì mình không có măng á, nên mình sẽ cho chuối già vào. Còn nếu mà các bạn có măng á, thì mình nên sắc măng miếng vừa vừa thôi. Sau đó mình luộc sơ cái phần măng đi rồi mình hãy bỏ vào. Đây là chuối già mình mới hái nè. Mình sẽ xước cái phần vỏ bên ngoài ra. Rồi mình sẽ ngâm vào một cái thau nước muối. Hoặc là cái thau nước mẻ cũng được, miễn cho nó không đen. Cái này mình
chuẩn bị nấu liền á, cho nên mình không có ngâm muối, rồi mình cắt khúc vừa ăn. Nếu mà bạn gấp ăn thì bạn có thể chẻ trái ra làm hai, nhưng mà nấu như thế này chẻ làm hai thì nó sẽ bị rã, tróc phần vỏ ra. Đây, mình cho phần chuối vào. Mình nấu một tí cho chuối nó chín nữa là được rồi. Sau đó mình nêm nếm thêm gia vị nha. Tại vì lúc đầu mình không có bỏ muối mà cũng không có bỏ nước mắm nữa. Nếu được thì bạn bỏ thêm một tí hạt nêm, một tí muối nêm cho gia vị vừa ăn thôi. Thì do mình chấm bánh mì ở đây, trái chuối chín với lại các bạn. Bạn canh chuối chín thì các bạn có thể tắt bếp. Nhớ là thịt ngan mềm rồi bạn hãy cho chuối vào nha. Chứ không cái phần thịt ngan đó, nó còn dai á, mình ăn sẽ không có ngon. Nhưng mà không nên nấu mềm quá thì cũng mất khẩu vị đó. Đây là món ăn của mình đã hoàn thành rồi đây. Mình ăn với chuối chứ mình không có ăn với măng. Ở chợ cũng không có măng để cho mình mua nữa, cho nên mình ăn đỡ vậy đi. Kèm với bánh mì. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.